các bạn sẽ sử dụng cái sợi này nhá. Rất đơn giản, chúng ta đã cùng nhau đi làm xong một cái mẫu hát như thế này. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Và nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo để có thể nhận được những mẫu mới nhất từ tôi nha các bạn. Xin chào, hẹn gặp lại.